Một ngày ăn toàn những đồ màu hồng nam tính. Hello hello mọi người, lại là mình Hạt Tiêu Foodie đây. Hôm qua thì đâu đứa bạn mua được ít thanh long đỏ. Sweet nhớ, sweet nhớ. Ta, thanh long đỏ đã thuộc về mình. Vào cái thời khắc sắp bỏ vào mồm thì lương tâm nó lại trỗi dậy. Thôi lấy nhẹ hai miếng thôi còn trả nó. Ok, đã chọn được hai miếng to nhất. Màu của thanh long đỏ thì cứ phải gọi là hồng mộng hồng mơ luôn. Miếng thanh long khá là ngọt và mọng nước. Cơ mà rảnh rỗi như thế này, có bác nào đã thử thành công cái bộ môn mà thanh long không hạt chưa? Mình ở nhà chán quá rồi, chắc cũng lấy miếng thanh long ra đếm hạt. Lục lọi cả nhà thì tự nhiên thấy cái hộp bánh từ đầy tống vẫn chưa ăn. Bên trong là những chiếc bánh hình que gậy cũng màu hồng rất là mạnh mẽ luôn. Ở bên ngoài thì được phủ một lớp kem dâu, còn que bánh thì cứ phải gọi là thơm giòn rụ. Bánh này ngồi nhấm nhắc thì cũng hay đấy, nhưng đối với cái miệng mình thì một lần ăn 5 cái như thế này mới đã. Đấy, phải ăn như vậy mới cảm nhận được vị chứ. Ok ok, ăn xong rồi thì phải có tí nước nôi chứ nhở. Trông chai này có vẻ ngon này. Cơ mà có hai màu hồng đậm hay hồng nhạt đây ta. Cái chai hồng nhạt này trông có vẻ mạnh mẽ hơn nên mình sẽ lấy nó nhá. Úi trời, nắp chai dễ thương quá trời. Trong nước còn có cả thạch này, trông mê thật sự. Phải nói là cái màu hồng này là cái màu hồng mà đẹp nhất từ đầu video đến bây giờ. Nước này là vị đào mọi người ạ. Rất là nhiều thạch ở bên trong luôn. Ăn sần sật thích mồm phết. Mọi người muốn mình làm thử thách về gì thì comment xuống phía dưới nhá.